về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay chuồng gà. Quăng tao cái bọn, quăng ấy tao cái bọn. Ê quê 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 quê, cầm thiêu đốt luôn, cầm thiêu đốt đồ đồ ha. Người ta tỉnh lắm, người ta thấy chú cầm thiêu đốt, chú chuẩn bị có đòn đánh là anh núp vô trong bụi kia bên kia liền. Con chồng là kitchen. Cái chân chồng là cái chân. Đủ gì lên kiếm luôn. Thiệt, ở lại đục nó luôn trời. I do not tolerate cowardice. I have my orders. Cái chọc tức anh xẹt phát nè, đó cấu tao được cái máu, tao xẹt phát tao hồi máu nè. Mày đang đông rip, ok mày có quyền. Nó phóng cái lao chết đấy. Thôi đi về top không spell, báo vậy cho anh em lên. Có giày mà, mình lên mấy hồi. Đánh với thằng này lên cái giày ninja trước là nó chết rồi. Không có mua bình máu, không có trụ lượng với nó. Nó mua máu. Lính nó đông quá. Quả đấy lính không đông là mình giết nó rồi. Rồi lần này lên bật tăng tốc nó chết tiếp nè. Chỉ cần bật tăng tốc lũi thẳng thôi là nó chết rồi. Thật ra tao đâu có muốn giết mày như vậy. Đó, thà đó, đi. Đó, lỡ tay, máy lắc quá, dừng không kịp. Thiệt chứ. Ấy mẹ xoáy thiếu một con kìa. Yelin boy. Thật ra tao đâu có muốn giết mày như vậy. Mà sao mày chạy nhanh thế? Đứng lại coi cái thằng chó kia. Ủa nó có một cái giày mà mua giày 1, mình mua giày 2 mà mình chạy đéo lại nó kìa. Ủa xạo thiệt. My death.
destiny. Their twinkle is totally all gone. Mình ăn gì được là bữa thấy mọi à. Rồi nha em yêu, xì lâu nó. Killing spree. Gì đâu rồi ta? Ấy, mít xe à. Rãi. Mẹ nó lên xì mai cái nhẹ cái kìa, năng luôn. Việc nhẹ lưng cao phải khỏi đừng đừng phá rồi sao cứ chạy đấy sao nó về cái độ tính toán Stay alert. Nó về tính cái tao con mọn nó toán thì chùm mẹ rồi level dạng gọi là fucking wow shit. Mày ganh đéo rồi ganh lắm mày cho nó thở tới đi. Thật ra tao đâu đâu có muốn giết mày nhưng mà chỉ là tóc biến. Thôi để từ từ cho này nó xử đi. Để, thôi cho nó xử đi. Chả lẽ giờ tao tóc biến uổng. Phí đúng không? Mình tóc biến thì mình được ăn mạng mà cái mạng nó đâu đáng đâu. Phí. Phí của giời. Thôi được rồi, nhiệt tình quá đâu, mày nhiệt tình quá đó. Đâu mày nhiệt tình quá hơi bực mình rồi nha. Mày nhiệt tình quá đó không? Nhiệt tình vừa, nhiệt tình quá là chó chịu à. Cái gì cũng có cái giới hạn của nó nha. Hallelujah! Ui dồi. Hallelujah! Double kill. Thôi đi về. Bạn nó nhảy uống tì vào đầu rồi. Ấy da, con người đá, ấy da. Tao sợ mày quá con người đá này. Cái gì sao mà tao sợ mày vậy? Stay.
Ở nhà Watermelon, em ở nhà Watermelon. Nhìn xe hơi nó đi, em tưởng con trâu nó phơi ấy ấy. Hôm nay bật tăng tốc chơi nó chạy. Killing spree. Wait. Sam. Rampage. I will not rest. Hát đủ. Hôm nay cho nó reset tiền không ta? Cho reset tiền không? Tóc biến là không chết đâu, cho nó reset tiền đi. Tóc biến là không có chết đâu. Tóc biến lấy gì đi? Đang suy nghĩ xem có nên cho nó lên, nên cho nó reset tiền không. Để cho nó reset tiền cái đi. Để còn có cái mà farm cho nó xanh. Tốc biến tăng tốc còn này, lấy gì nó dí. Cho bạn reset tiền phải đi dán mạng bạn được 300 chứ. Unstoppable. À reset tiền xong giờ khai thác. Ba sĩ đứng lại, ba sĩ. Một tra tấn. Cái chết từ từ và đau đớn. Người ta như vậy, người ta như vậy người ta mới được hai mạng. Người ta như vậy người ta mới được hai mạng, chấm hỏi top cái gì mà chấm hỏi top. Bí quyết dụ khỉ cá đấy. Bí quyết cá.